Chào chị Tôi nha, chào Thanh Trần. Chào chị, mời chị ngồi. Chào dễ thương. Em tên là Trâm, hiện tại đang là mẹ của hai em bé, một bé gần 6 tháng và một bé gần 20 tháng. Nghề nghiệp hiện tại và thời gian kết hôn của chị là gì ạ? Chị cưới từ hồi tháng 7 năm 2016 đến tháng 7 năm nay mới chụp tròn 3 năm. Trước khi cưới thì chị là nhân viên check-in cho Vietnam Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất. Khi mà em kết hôn á thì em nghỉ làm, em không đi làm nữa. Bởi vì là nhà chồng không có làm ở trong ngành á, nên là cái thời gian biểu của Trâm với lại là chồng hơi bị lệch. Dạ đúng rồi. Như vậy thì khi em nghỉ làm thì đó là cái thỏa thuận của hai bên, hay là do chồng em đưa ra điều kiện, hay là em tự nguyện, em nhận thấy là mình nên chủ động làm điều đó? Dạ, em thì em nhận thấy là em nên làm điều đó, tại vì sau này còn con cái nữa, khi mà sanh con ra thì mình sẽ không có thời gian chăm sóc cho con. Và thậm chí là khi mà cưới xong á thì không có thời gian gì cho gia đình nữa, bởi vì ngày lễ ngày Tết nè thì phải ở sân bay thôi chứ không có được nghỉ. Như vậy thì lúc đó là em đã biết tin có em bé chưa? Dạ chưa, lúc đó thì em mới bắt đầu cưới. Lúc đầu cũng chưa định có em bé đâu, định là tỷ hai vợ chồng cưới nhau thì định một năm sau mới có. Thứ nhất là để cuộc sống xem cuộc sống hôn nhân như thế nào. Thứ hai là muốn có khoảng thời gian của vợ chồng son á. Nhưng mà mẹ không chịu. Mẹ tính em kêu là nhiều. Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không? 30 tuổi rồi, đẻ đi. Sao mẹ làm vậy? Nhưng em sẽ tính cơm mê vậy. Nhưng mà số 30 với chị. Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thì đúng rồi em. Thế là mẹ kêu bây giờ nếu mà không sanh á, rồi nhỡ có vấn đề gì thì khó chữa. Nên là sanh đi. Thế là trời thả 3 tháng sau biết tin có em bé. Rồi. Vừa biết tin có em bé xong là được 6 tuần là động thai luôn. Cái lúc mà biết tin có thai xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Lúc đó hả, chị bị trễ 2 ngày rồi mà thử que không lên. Thôi đi khám bác sĩ đi cho chắc. Đi khám siêu âm không thấy gì luôn. Và mình có nghĩ là mình lúc đó mình có nghĩ là có em bé không? Dạ không, tại vì không ngén không gì hết. Không ngén nè, thử que không thấy nè, đi khám bác sĩ không có nè. Bác sĩ lúc đó bác bảo là bây giờ còn một cách nữa là xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu. Rồi. Dạ đúng rồi, xét nghiệm có cái beta HCG của mình quá cao là lúc mà mới biết có bầu. Em bầu được 6 tuần á là bắt đầu là bị động thai, bốc tách đến 25% cơ. Mà chị lý do tại sao vậy? Lý do là hôm đó chị với tay á, kiểu là mình mấy các bà thì ngày xưa kêu kiêng không có được cho với, nhưng mà mình rướn người lên với. Thế là hả, thấy đau bụng là đi khám một cái, bác sĩ bảo là bị bốc tách đến 25% rồi. Nằm im treo chân ngược lên. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi. 3 tháng trời luôn á chị, nguyên cái Tết 2017 là em nằm ở nhà suốt không động đậy luôn. Lúc đó em lo không? Dạ lo chị. Lúc đó lo mà đi khám về xong là khóc quá trời khóc luôn. Nói chuyện với chồng mà khóc quá trời khóc, bây giờ là không biết làm sao, tại vì con đầu tiên mà. Nói là chồng bảo bây giờ chị có làm theo lời bác sĩ thôi. Chị có thay đổi gì trong cơ thể trong khoảng thời gian khi mà chị mang thai không ạ? Có, em nhiều lắm. Ví dụ như là đứa đầu á thì chị bị huyết áp thai kỳ. Có bầu là huyết áp lên cao ngất ngưỡng luôn. Trời ơi, hồi bầu đứa đầu hả, em tăng cân quá trời. Tăng đến 20 mấy ký. Vì rạn da thì hả, trời rạn từ bụng mà rạn lằn đỏ luôn. Bắt đầu đến tháng thứ 7 là rạn quá trời. Mặc dù là xài dầu dừa, xài tất cả các loại dầu, tất cả các loại kem mà vẫn rạn là vẫn rạn rồi. Thế thì khi em đối diện với hàng loạt những cái sự thay đổi về ngoại hình thì em có cảm thấy hoảng hốt không? Trời ơi, em buồn kinh khủng luôn quá chị. Em buồn kinh khủng. Dạ đúng rồi. Nghĩ luôn không hả? Em buồn là em buồn vì em không còn được đẹp không nữa không? Hay là em sợ về quan hệ tình cảm vợ chồng? Hồi trước á nha là cũng cao ốm, bây giờ thì họ tự nhiên cái to ra. Rồi họ tay chân gì là cũng phù lên. Dạ đúng rồi, phù lên. Thậm chí mà chồng em còn đùa chứ hả, em mà đứng trước anh là không thấy anh đâu. Ôi anh chồng biết. Ủa, cách giỡn đùa. Kỳ ghê. Thì giỡn thôi mà. Chuyển qua ngày mà đi sinh á, ai là người chở chị đi sinh và có kỷ niệm gì ạ? Chị thì hôm đó là bác sĩ chỉ định là chị sinh mổ. Tại vì bác sĩ bảo là huyết áp thai kỳ là huyết áp ta cao quá, chọn ngày để sinh mổ rồi. Thế là hôm đó là hai vợ chồng họ lóc cóc đưa nhau về bệnh viện. Nhà em cũng gần bệnh viện Mekong á. Thế là hai vợ chồng vào viện nằm. Tối hôm đó chồng em lỡ lại với em. Mà ai ngờ đâu hả, 4:30 sáng hôm sau là ngày 16 á, là mổ lúc 7:30. 4:30 vỡ ối. Vỡ ối, thế là bác sĩ vô đo huyết áp đẩy vô sanh thường luôn. Ồ, chồng
đó cho chồng ở ngoài hoang mang luôn. À, kỳ giờ huyết áp thai kỳ mà giờ lại cho đi sanh thường. Là, lúc đó là bác sĩ kêu là bây giờ huyết áp chỉ có tầm là 13-8 thôi. Tức là người ta đo và người ta đo đang hiện ổn tại. Định. Dạ đúng rồi, đang ổn định thì bác sĩ nói là cho mình cơ hội mình sanh thường. Là đưa vào phòng sanh mà bác sĩ hỏi là có muốn gây tê bằng cứng. Dạ gây tê đi, em sợ đau lắm, em không chịu đau được đâu, gây tê liền. Ai ngờ đến lúc gần hết cái ống tim rồi, ống thuốc rồi là bắt đầu đau. Đau nhưng mà lúc đó em bé trong bụng em là bé đầu nó nằm ngẩng đầu lên vậy là chị. Rặn không ra. Bà đang rặn huyết áp lên 16-9. Đúng rồi. Em chóng mặt quay cuồng luôn, nhắm mắt luôn mà. Y tá sợ cứ gọi mình, chị ơi chị dậy đi. Đúng mở rồi. Mắt ra nghe bác sĩ nói kìa. Mà không rặn nổi nữa. Thế là bác sĩ phải hội chuẩn ngay trong phòng sinh của em á. Là mới bắt đầu là quyết định là dùng phọt xép cho bé ra. Lúc em chỉ có nói với bác sĩ là chị ơi chị nhẹ tay tội nghiệp con em. Thế là lúc mà kéo em bé ra là may mắn á, bác sĩ cứng tay nên là em bé chỉ bị đỏ hai bên tí xíu thôi, 2 ngày sau là hết. Hiểu không? Phọt xép là gì hả chị? Là lôi em ra, lôi em bé ra bằng cái kẹp á. Người ta sẽ dùng một cái kẹp để người ta lôi em bé ra. Và chính tất cả những cái điều đó nó làm cho chúng ta sẽ lo lắng. Tại vì lúc đó thì đầu của em còn rất là mềm. Và với những cái thao tác y khoa mà nếu như nó không thực sự chuẩn xác thì nó rất là nguy hiểm đến cái việc phát triển của con. Lúc đó để đứa đầu là em sau sinh là em stress kinh khủng luôn á. Về mới được có một ngày cái em bé lại phải nhập viện vì vàng da. Mà lúc đó là mình là con đầu nữa. Khóc, trời ơi khóc mà cộng thêm huyết áp cao nữa. Người sưng, mặt sưng lên hết luôn. Chồng thì sợ quá, chồng cứ hả nắm tay nắm. Chồng sợ cái việc đó hay chồng sợ em? Chồng sợ cái việc đó, sợ em bị lên mẫu hậu sản á chị. Mà trong đó là tiềm thức mình á, mình biết là vàng da không có sao hết. Đã nhưng lúc đó là em cho con uống sữa ngoài hay là sữa mẹ? Lúc đó em không có sữa luôn chị, do là em bị huyết áp. Sử dụng thuốc quá nhiều. Thêm một cái stress nữa. Là không có sữa, trời ơi ngày nào cũng còng lưng ra ngồi vắt mà được có 20ml rồi. Cảm thấy stress kinh khủng. Đó là mấy ngày rồi may mắn là em bé được về rồi, khoảng thời gian đó ở nhà với ông bà ngoại. May mắn có ông bà ngoại đỡ cho hết. Rồi chồng cũng đi làm về là chạy qua với hai mẹ con. Nên là cái khoảng thời gian đó em qua là bây giờ nghĩ là thấy mình cũng hay thiệt. Với bạn Trâm ngày hôm nay thì chị phát hiện là bạn đó chủ động về rất rất là nhiều thứ. Ví dụ như là quyết định nghỉ làm ở nhà để xây dựng hôn nhân. Có bầu, thăm khám chủ động, chọn cách thức sinh. Có nghĩa là mọi cái đều rất là chủ động. Như vậy thì đến khi em chăm con, em có còn chủ động được nữa không? Dạ còn, hiện tại thì trong việc em chăm hai đứa con em vẫn rất chủ động. Ngay cả việc cho bé đầu ăn dặm như thế nào cũng là do em quyết định, do hai vợ chồng bàn với nhau. Mình có cái kiến thức đó trên cái cơ sở nào để mình quyết định? Thứ nhất là em đọc sách. Rồi nào là sách của bác Chí Đoàn về để con được ốm nè. Rồi sách cảm ơn con ba mẹ đã sẵn sàng. Ăn dặm không phải cuộc chiến. Ăn dặm kiểu như dạ đúng rồi. Phải tham khảo nhiều sách. Rồi ở trên Facebook thì có những cái page như là ăn dặm là niềm vui. Và tham khảo các mẹ khác. Bắt đầu học từ từ để có kinh nghiệm rồi áp dụng cho con thôi. Em cũng mua sách đó mà em không đọc. Về đọc đi, chuẩn bị đi đẻ. Hai cuốn sách còn mới tinh luôn mà em còn đọc. Nó mùi giấy mới luôn đó. Không giấy mới luôn á, thật sự luôn. Đọc không nghĩ chắc tới đó tự biết. Trời ơi. Nhưng mà trong quá trình mà em sinh em chăm con là em hai vợ chồng đã ở riêng chưa hay là vẫn ở chung? Dạ, em vẫn ở chung với ông bà nội. Biết sao chị hỏi không? Tại vì nó có một cái cuộc chiến không phải giữa ba mẹ với con của mình mà giữa những người lớn với nhau trong việc chăm cùng một bạn nhỏ. Thì em có rơi vào trường hợp đó không? Dạ cũng có, nhưng mà may mắn cái là mẹ chồng của em á lại là người rất là chịu tiếp thu cái kiến thức mới. Nhưng mà mình phải làm sao mới chịu tiếp thu hay là tự nhiên mẹ hỏi mình? Em phải giải thích. Đó. Em phải giải thích nè, rồi đưa ra bằng chứng nè, đưa sách ra cho mẹ coi. Mới đầu hả con em lúc mà 6 tháng bé đầu như em á là 6 tháng em cho ăn dặm thì cho ăn theo kiểu Nhật là ăn nhạt hoàn toàn. Mẹ bảo là phải cho nó ăn cháo, ăn thịt vô một ngày 3 chén cháo đầy thì nó mới cứng cáp. Cứng cáp đúng rồi. Thế là bà mới 6 tháng bà cho ăn yến nữa. Thế là em không biết làm thế nào hết. Bây giờ em mới tạo cái group là có chồng em, tên tin nhắn chồng em với lại mẹ chồng với lại ba chồng. Thì em có giải thích là hiện tại đang có 3 cách ăn dặm, mỗi một cách là ưu điểm nhược điểm là cái gì. Và vì sao mà em chọn cái cách này. Thế là xong rồi là mẹ chồng em sau khi một thời gian mẹ em thấy là bé nó chịu ăn và nó ăn được nhiều đa dạng nhiều món là mẹ để cho em thoải mái chăm con. Có nghĩa là mình đấu tranh dựa trên cái việc ôn hòa là trước tiên đúng không? Đúng rồi. Bởi vì kiểu gì thì đó cũng là một gia đình. Và sau đó là đưa ra bằng chứng một cách tự tôn. Dạ đúng rồi. Và người bên kia tự nguyện thay đổi. Dạ.
Ngay cả bên ông bà ngoại cũng vậy, 8 tháng bé ăn cơm thì ông bà ngoại lo lắng là sợ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Thế là em lại mang cuốn sách Ăn giàu không phải cuộc chiến. Em lại là tiếp một lớp bên nhà ngoài. Cái thông tin này em nghe cũng hơi bị mới, tại vì con em hiện giờ là 10 tháng mấy, 11 tháng em vẫn cho ăn cháo, em chưa dám cho ăn cơm. Tại vì á, thật ra mà nói là ăn thô sớm không có hại cho dạ dày, mà ăn dặm sớm mới hại cho dạ dày. Thì ăn thậm chí các bé mà ăn BBL đứt là 6 tháng đã gặm cà rốt, gặm mọi thứ rồi. Nên là em đừng có lo lắng cái chuyện bé ăn cơm, chỉ cần bé chịu ăn là mình cho ăn thôi. Lát nữa về cho bà vô cái rúp của nhà em. Dạ. Không có nghĩa là chị cho ăn hạt cơm, nhưng mà cái topping ở trên á là thịt mà sắt miếng hay là xay ra hay không sao? Thì bữa ăn cơm đầu tiên của bé nhà chị lúc 8 tháng là chị làm cơm nắm. Cơm nắm để đó xong cầm. Rồi dạ đúng rồi, thịt thì để sang một ngăn bên, xong rồi một bên là đu đủ có trái cây cho con, nó bắt đầu con tự cầm con ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn nữa là mẹ dẹp chứ mẹ không ép. Dạ đúng. Về nguyên tắc không ăn nữa là thôi, dạ, đúng chứ rồi. Không ép thì là một cái điều hết sức quan trọng về tiếp nhận tâm lý của trẻ. Dạ. Một điều không kém quan trọng nữa chính là chuyện vợ chồng sau khi sinh con đó. Sau khi sinh bé thứ nhất thì chuyện vợ chồng xảy ra thế nào mà tự nhiên dính vào bé thứ hai? Tự nhiên trên đời này có chuyện tự nhiên thì thiệt sự là chuyện vợ chồng của tụi em là sau khi sinh đứa đầu là hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là hai vợ chồng rất là ảnh cũng hiểu là tâm lý của mình sau khi sinh như thế nào, rồi sợ vợ đau hay là gì đó, là chồng rất là tâm lý. Mọi chuyện nó diễn ra quá ư là suôn sẻ cho nên mới có tiếp bé thứ hai. Là trong kế hoạch hay là vợ kế hoạch? Vợ kế hoạch á. Như vậy thì khi mà mình đón nhận tin của bé thứ hai, mình có cảm thấy dạ có, em khóc không? Nguyên một tuần hả? Tự nhiên có bầu khóc nguyên tuần, một tuần luôn á hả Trâm? Dạ, tại vì lúc đó hả, bé lớn như em mới có 6 tháng rồi, em đã bầu 5 tuần rồi. Là quá sớm. Nhìn thấy bé lớn tội quá. Trong khi là mình cảm thấy hoảng loạn với rất nhiều việc sắp tới, đúng không? Một phần mình nghĩ trời ơi, mới vừa đẻ xong sức khỏe của mình như thế nào, rồi bé lớn như thế nào, lúc mà đi đẻ rồi ai chăm bé. Phản ứng của chồng sao? Phản ứng của chồng là im lặng trong vòng 5 giây, xong rồi bảo là không sao, con cái là duyên trời cho, có bầu thì đẻ thôi. Như vậy thì thể trạng của mình nó kém lắm luôn chị. Kém lắm luôn. Dạ kém lắm. Coi như là ha, để chăm bạn đầu mà có những hôm mà bầu bụng to rồi á, bạn khóc, bạn bệnh đó là chỉ có mẹ thôi, vừa ẵm trong đêm vừa ru, mà ba ẵm là không chịu. Stress không? Dạ stress, em stress lắm. Lúc đó là cứ nghĩ trong đầu, cứ nghĩ linh tinh, nghĩ những cái chuyện mà nghĩ chuyện xấu. Gì linh tinh là chuyện gì? Ví dụ như là đi khám bệnh viện thôi nha, mình nghĩ trong đầu trời, lỡ như mình có chuyện gì xảy ra thì ai nuôi hai đứa con của mình, rồi nghĩ coi như là trầm cảm trước khi sinh đó chị. Dạ. Dạ bị trầm cảm dữ lắm. Không, em là trầm cảm tiền sinh lẫn hậu sinh luôn á, tại vì đứa vừa mới đẻ xong, đứa chuẩn bị đẻ đó. Dạ đúng rồi, sanh đứa thứ hai xong á, làm như bản năng làm mẹ nó trỗi dậy. Dạ đúng rồi, bản năng làm mẹ là nó tỉnh hơn đứa đầu nhiều. Lúc đó mình phải tự nhiên tự sắp xếp hết, phải tự cố gắng, tự phải ăn, không kiêng một cái gì luôn. Mới đẻ xong mà không kiêng gì hết. Em ăn uống tất cả mọi thứ cho đủ chất, đủ sữa, uống sữa ông thọ, uống hết để có sữa cho con. Và biết là mình phải có sức khỏe thì hai con nó trông như mình mà. Tất bật như vậy chị có bao giờ chị nhật mình nhận ra là đã quá lâu mình không chăm sóc bản thân mình chưa? Đúng rồi em. Đúng rồi, mắc dạ, lại đúng rồi nữa kìa. Tại vì tóc thì 3 năm rồi chưa làm. Để nguyên một kiểu. Chỉ có cắt ngắn thôi, tại vì hả bầu đứa đầu xong hả 6 tháng tóc còn rụng, chưa kịp đi làm tóc thì đã bầu tiếp bạn thứ hai nữa. Là cho đến bây giờ là vẫn bị rụng tóc sau sinh, em chưa làm được một cái gì hết. Rồi trong vòng 2 năm trời không mua một bộ quần áo mới. Bà chưa làm gì hết á, bà chưa làm gì hết. Bà làm cái nữa ai chịu nổi. Nhưng em có chia sẻ những cái băn khoăn đó với chồng không? Dạ có. Rồi cái chồng em là rất là lắng nghe vợ. Em cứ nói hoài là anh có thấy là bây giờ là em tàn tạ không? Em đẻ hai đứa con xong mà ở người thì mọc ra rồi hả, quần áo đầu tóc rồi nó không còn cũng như xưa nữa. Dạ. Thế là chồng bảo thôi không sao đâu. Vì anh thấy em bây giờ mẫu tính hơn rồi. Mẫu tính. Mẫu là mẹ. Đúng rồi. Em có mẫu tính có rồi. Mẫu tính đó. Hồi xưa là hả nữ tính, còn bây giờ là mẫu tính. Mấy anh chồng sẽ là anh thấy đâu có gì đâu, anh thấy có sao đâu, anh thấy em vẫn bình thường, vẫn đẹp mà. Trời ơi, mỗi người đều có một cái nét đẹp khác nhau, mỗi một lúc mình sẽ đẹp theo một kiểu đó đó. Dạ đúng rồi, trời em cũng nói như vậy đó. Nhưng không được ru ngủ bởi điều đó nha em. Dạ, em chúng biết ta à. Vẫn phải dành thời gian tỉnh táo và không được nên tin 100% vào câu nói này, không lẽ kêu chỗ xấu đi. Thực ra vấn đề không phải là vì mình sợ xấu, mà vấn đề là khi chúng ta quay trở lại với việc chăm sóc bản thân, nó cũng là một cách rất là tốt để mình có thể cảm thấy yêu đời, yêu mình. Dạ. Và từ cái chuyện yêu mình thì mình yêu được tất cả những người xung quanh. Dạ. Nghe kể về chồng chị vậy chắc là chồng chị không có tật xấu gì đâu hả chị? Thì con người mà đâu phải ai là đó. Cũng hoàn hảo đâu. Cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà quan trọng là hai vợ chồng là biết bỏ qua
bớt những cái thói xấu đi. Ví dụ như em đã bỏ qua cái thói xấu gì? Dạ, ảnh cọc tính, có nghĩa là hai vợ chồng hơn nhau có một tuổi à. Mình thì mình nghĩ là anh là chồng anh phải nhường em, còn ảnh thì nghĩ là hả em là vợ phải thông cảm cho anh. Xin nhiều lời quá vậy. Dạ. Nhưng mà khi mà có con rồi á, hai vợ chồng là tự biết tiết chế lại cái tôi của mình để bắt đầu là chăm cho con. Anh chăm con tốt không? Dạ tốt chị. Nói là ảnh hai đứa nhỏ là em không có ở nhà là ảnh có thể tắm cho con ăn, ru con ngủ. Em hoàn toàn yên tâm. Khi em không có ở nhà, vậy còn khi em có ở nhà? Khi em có ở nhà thì ảnh cũng phụ em, như ngày đi làm thì ảnh chiều ảnh về là ảnh ẵm con. Ảnh ẵm con cho em nghỉ ngơi. Mà bây giờ thì có hai đứa rồi nên là hai vợ chồng chia ra mỗi người một đứa. Ủa vậy là nghe xong cũng đâu có tật xấu gì đâu chị. À ảnh có, ảnh rất là thích chơi game. Nên là cũng có. Đó là một hoạt động mang tính thời đại. Mê ghê nhưng mà sao? Mê tới cỡ nào? Hồi xưa á là còn mê tới mức mà ảnh chơi game mà không kiểu như là con khóc á thì ảnh cũng lo anh chơi game trước. Nhưng mà sau này bắt đầu ngồi lại hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Và bây giờ là có hai đứa con rồi, không thể nào mà mê game như vậy nữa. Nhưng mà ảnh thương vợ cho nên là ảnh cũng từ từ, chỉ khi nào đợi hai đứa nhỏ ngủ rồi ảnh mới chơi. Cuối cùng vẫn dừng lại một chỗ thôi nè, một cái word, một từ khóa thôi. Vì ảnh thương vợ. Vì tình thương người ta sẽ bắt đầu sắp xếp lại bản thân, người ta sẽ bắt đầu thay đổi. Vậy thì ngày hôm nay chị muốn nhắn gửi cho chồng mình hay là ba mẹ mình điều gì? Hôm nay thứ nhất là con muốn cảm ơn ba mẹ hai bên gia đình đã giúp con trong vòng một năm qua. Thiệt sự là khi mà mang thai bé Siro thứ hai thì con đã stress rất là nhiều, nhưng mà gia đình vẫn ở bên cạnh động viên con và giúp cho con, trông con, phụ con để cho con hoàn thành cái việc làm mẹ một cách tốt nhất. Và em cảm ơn anh vì đã là ba của hai đứa con em và cùng em chăm sóc con. Thật là nhắn gửi thật là dễ thương vậy. Xin chúc cho gia đình của chị lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, hai đứa con ngày càng giống như là lớn lên ngoan ngoãn nghe lời hơn. Chị cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị tới nha.